Chùa Hà, một trong những ngôi chùa lớn nhất của thủ đô Hà Nội. Hôm nay là ngày 15 tháng Chạp, ngày rằm cuối cùng của năm Nhâm Thìn. Đông đảo nhân dân Phật tử lại đến đây làm lễ, cầu cho mọi điều xui xẻo của năm cũ qua đi và mong một năm mới Quý Tỵ bình an và may mắn. Đã đi lễ thì phải thắp hương, đốt mã. Đó là một phần tất yếu của tín ngưỡng thờ cúng của nước ta. Mỗi người vào chùa đều mang theo một bó hương và ít nhiều tiền âm phủ. Càng về những ngày lễ lạc cuối năm hay những dịp lễ chính trọng đại, dường như người dân càng có xu hướng đốt nhiều vàng mã hơn. Thứ dạo qua phố hàng mã vào những ngày cuối năm bận rộn này, người ta dễ dàng nhận thấy mặt hàng bán chạy nhất không chỉ có mũ ông công ông táo mà còn có cả nhà lầu, xe hơi, đủ loại tiện nghi tối tân hiện đại. Việc bỏ ra vài triệu để mua vàng mã của một số gia đình nay không còn là chuyện hiếm. Không chỉ có vàng mã bị đốt quá nhiều, ngay cả việc thắp hương cũng bị lạm dụng. Ghi nhận tại phủ Tây Hồ sáng thứ Bảy vừa qua, chúng tôi nhận thấy, bất chấp những quy định rõ ràng của ban quản lý phủ về việc hạn chế thắp hương, vẫn có những người cầm trên tay cả nắm hương nghi ngút khói như thế này. Dường như người dân có một niềm tin to lớn rằng, cứ đốt càng nhiều thì càng tốt, đốt nhiều sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn hơn chăng? Để hiểu rõ ý nghĩa và giá trị thực của việc đốt vàng mã, nhóm phóng viên Sống Trẻ đã có một cuộc trò chuyện với tiến sĩ văn hóa Nguyễn Thị Ánh Hồng. Phong tục đốt vàng mã, ý nghĩa đích thực của nó, trước hết nó thể hiện một cái đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bởi chúng ta đốt vàng mã là chỉ đốt cho những người đã khuất, và như vậy thì nó thể hiện cái lòng tri ân của người đang sống đối với người đã mất. Thứ hai là đốt vàng mã nó giúp cho cái thế giới âm dương xích lại gần nhau, tức nó xóa đi cái ngăn cách giữa cái thế giới của người sống và người đã khuất. Như vậy, đốt vàng mã nếu đốt đúng cách và đốt đúng với cái ý nghĩa văn hóa của nó sẽ mang lại đích thực với cái giá trị văn hóa. Và điểm thứ ba nữa, đốt vàng mã là để an lòng cho người đang sống. Những thứ mà mình gửi cho người đã khuất trong cái nghi lễ đốt vàng mã, chưa chắc người ta đã nhận được, nhưng rõ ràng là người đang sống cảm thấy được an lòng. Vậy cho nên là nó có ý nghĩa trước hết là ý nghĩa đối với cả người đang sống và người đã khuất. Và như vậy thì nó làm cho cuộc sống là nó tốt đẹp hơn rất nhiều. Để bảo tồn những ý nghĩa tâm linh và giá trị truyền thống của phong tục đốt vàng mã, Nghị định 75/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã được ban hành. Điều đáng vui mừng là từ đó đến nay, nhiều người dân Phật tử đã ý thức được sự lãng phí, kém văn minh khi đốt quá nhiều vàng mã. Mỗi lần đi lễ thì bác có mua nhiều vàng lễ để mà... Vâng, trong mỗi thường xuyên đi lễ thì trước kia thì chúng tôi cũng mua nhiều, nhưng mà... bây giờ thì thôi thì chúng tôi cũng rất thành tâm, chứ chúng tôi cũng không mua nhiều như ngày xưa nữa. Bây giờ thôi thì thành tâm hoa quả sơ dầu, sau là tiền cũng các bạn. Vâng, giản dị. Đặc biệt, giới trẻ ngày nay cũng có nhận thức rất tích cực với vấn đề này. Mình thì hay đi chùa và lần nào đi thì mình có vàng mã, nhưng mình đi thì chỉ vừa phải thôi. Mà có nhiều người ta đi thì mình phải gọi là như thế nào, mình thấy là đi lễ thì người ta cũng lại vừa phải, bây giờ cũng là người ta đóng sẵn rồi ấy. Một mùa xuân nữa lại đến, mỗi ngôi đình ngôi chùa lại tấp nập người trải hội đi lễ du xuân. Hy vọng mỗi người dân sẽ có cách thể hiện tín ngưỡng của mình đúng đắn để nhân dân ta lại có một cái Tết tiết kiệm, bình an và hạnh phúc trong